Hello, xin chào các bạn, mình là anh Lê. Chào mừng các bạn đã quay lại với cái kênh vlog của mình. Thì ngày hôm nay mình có một thành viên mới trong gia đình Wacom mà mình hay sưu tập, Wacom One ha. Thì hôm nay Đức Anh sẽ làm một cái vlog chia sẻ cái cảm nhận cá nhân của mình về cái Wacom này sau 2 tuần Đức Anh sử dụng. Và Đức Anh mong là kết thúc vlog này thì các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin để mình lựa được cái Wacom cho phù hợp với mục đích của mình. Cái Wacom này là dòng pen display, nó sẽ khác với dòng pen tablet ha. Với cái mức chi phí của nó thì Đức Anh nghĩ là đối với những bạn mới mua Wacom thì nó là cao. Nhưng mà so với cái dòng pen display á thì đây là giá nó tương đối rất là mềm ha. Rồi. Thì cái phần đầu tiên ha, mình sẽ nói về những cái phụ kiện mà khi mà các bạn unboxing một cái hộp Wacom One thì nó sẽ có những cái phụ kiện gì. Thì ở đây ha, mình có một cái phần Wacom One, sợi dây ha, dây kết nối của nó, bút. Ok, rồi phần đầu tiên ha, mình sẽ nói về cái bút trước, tại vì nó là phần quan trọng quyết định đến việc là cái Wacom này các bạn có sử dụng được lâu dài hay không và các bạn thấy thoải mái hay không. Thì ở đây ha, mình có một cái cây bút Pro 2 khá là thông dụng để so sánh. Thì theo cá nhân của mình thích cây bút Pro 2 hơn, tại vì thứ nhất là nó phù hợp với cái kích cỡ cái tay của mình, và thứ hai là một cái điểm quan trọng nhất là mình dùng cái thời gian dài á, mình không cảm giác mỏi do nó vừa fit với cái tay ha. Rồi thứ hai là thứ ba là nó nặng nữa, nó nặng hơn cây này một xíu. Rồi nhưng mà cái cây này thì mình thấy là nó đã cải tiến rất là nhiều. Các bạn nhìn thì các bạn tưởng là những cái dòng Intuos giá rẻ ha, nhưng mà Đức Anh thấy là nó cải tiến, thứ nhất là về cái build, thứ hai là về cái phần ở đây là chắc là phần nhựa hay phần cao su non gì á. Ok, rồi thì nó đã cải tiến khá nhiều, cũng nặng hơn ha. Mình thì mình xài sau 2 tuần á thì mình thấy ok, nhưng mà với cái cảm giác bút của cái Pro 2 này thì mình thích hơn rất là nhiều. Và ngoài ra một cái điểm lưu ý nữa nha các bạn, nếu mà các bạn mua về á, cái nút này nó chỉ có một nút để nhấn thôi, trong khi cái Pro 2 thì nó có hai nút, thì các bạn tùy chỉnh được chuột trái chuột phải tốt hơn. Ok, nên là cái này là một cái điểm các bạn cần lưu ý ha. Nhưng mà Đức Anh đánh giá thì cây bút này các bạn sử dụng trong thời gian dài để các bạn retouch thì vẫn rất là ok. Nhưng cá nhân mình thì mình thích cái này hơn. Rồi cái điểm tiếp theo thì Đức Anh sẽ nói về cái sợi dây kết nối này. Ok, các bạn thấy là nó rất là cồng kềnh, nó rất là rối hả, nhìn nó rất là bất tiện. Nhưng mà nếu mà các bạn đã từng dùng những cái dòng Wacom trước đây á thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái sự cải tiến của bên Wacom. Cái dây nó đã gọn hơn, tương đối gọn hơn ha. Và cũng cập nhật cái cổng USB-C đời mới. Thì khi mà các bạn cắm trực tiếp vô cái Wacom này thì nó chỉ có một cổng thôi, nó không có nhiều cổng như những cái dòng 13 inch trước đây. Rồi mình sẽ nói kỹ hơn về cái phần này ha. Thứ nhất là khi mà các bạn unboxing cái hộp ra thì các bạn sẽ có một cái củ sạc. Ok, với nhiều cái adapter để các bạn gắm nhiều thể loại ổ điện khác nhau. Thì đây là một cái, nó sử dụng giao thức USB 3.0 ha. Do đó thì các bạn có thể hoàn toàn các bạn sử dụng được bên thứ ba. Nhưng mà Đức Anh khuyên thì các bạn nên sử dụng củ sạc này để cái nguồn điện ổn định. Còn không á, nếu mà các bạn sử dụng pin dự phòng bên ngoài thì phải đảm bảo là cái pin nó đúng cái nguồn điện ở đây. Nếu mà không đúng nguồn điện, thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ màn hình ha. Và mình từng bị một lần là nó có người bạn của mình bị hư luôn cái màn hình này, nó bị sọc ha, là do cái nguồn điện nó không có đảm bảo. Rồi cái đầu si này, sorry các bạn ha, cái dây nó hơi rối quá. Cái đầu si này thì xíu nữa thì mình sẽ cắm vô đây ha, để nó kết nối được với cái Wacom. Rồi hai đầu còn lại là cổng HDMI và USB 3.0.
Thì HDMI này và USB 3.0 Đức Anh thấy là nó khá là rườm rà, các bạn phải tốn thêm rất là nhiều hai cái slot cắm ha. À, thay vì Đức Anh thấy là rất là nhiều hãng làm tablet, làm cái cũng làm dạng màn hình pen display này thì họ dùng cái USB-C. Thì Đức Anh mong là về sau Wacom sẽ cải tiến hai cái này chỉ thành một dây USB-C thôi. Thì coi như là quá tiện luôn, là mình lấy nguồn điện trực tiếp từ máy tính ra để nuôi luôn cái phần Wacom này thì nó quá gọn. Thì ở đây ha, các bạn sẽ có được một cái màn hình tiêu chuẩn của dòng pen display. Ở đây mình để chuyển cam đi. Ok. Rồi. Thì nếu các bạn mua thì các bạn sẽ có một cái màn hình tiêu chuẩn của pen display ha. Nhưng mà về cái độ hiển thị màu á, thì nó sẽ được 72% NTSC. Thì đổi ra thì nó đâu đó khoảng 95% hệ sICP. Thì đối với Đức Anh thì đối với một cái dòng màn hình giá rẻ này thì 95% Đức Anh nghĩ là đủ. Tại vì mình sẽ không blend màu, có nghĩa là các bạn chỉnh màu, các bạn sẽ không dựa vào cái màn hình này để các bạn xem cái màu chính xác, mà mình sẽ xem trên cái màn hình. Ở mình thì mình dùng cái máy mát ha, mình sẽ xem trên màn hình máy mát thì nó chính xác hơn. Với lại là các bạn cần lưu ý ha, nếu mà các bạn mua dòng pen display, cái màn hình nó sẽ hơi matting và nó hơi mờ một xíu, thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc mà các bạn sử dụng nó, sử dụng cái màn hình này trong một cái thời gian dài mà không bị mỏi mắt. Các bạn cứ thử tưởng tượng nếu mà các bạn rê tay lên cái màn hình rất là sáng của laptop hoặc là PC trong thời gian dài, mà nếu mà nó sáng và nó không có một cái lớp mờ nó cản lại như vậy thì các bạn làm, Đức Anh nghĩ là khoảng một tiếng thôi là mình sẽ rất là mỏi mắt. Rồi cái yếu tố thứ hai ha, mình nói về những cái nút. Thì ở đây thì mình thấy là cái nút nó tương đối nó rất là gọn ha. Bạn sẽ có một cái nút tai xì ở đây để các bạn cắm cái dây hồi nãy vô. Rồi và một cái nút nguồn ở đây ha, để các bạn mở nguồn. Ok. Rồi nút nguồn đây ha, để các bạn mở nguồn lên, rất là tiện. Ngoài ra ha, thì về cái mặt lưng của nó bành thì mình sẽ có hai cái phần stand để các bạn dựng nó lên góc 19 độ để các bạn dễ dàng các bạn thao tác hơn. Thì trong cái phần mặt lưng này ha, ở đây nó có phần ngòi bút để các bạn thay. Thì những cái ngòi này là những cái ngòi nhựa căn bản của nó ha. Nó không phải là cái dòng Pro 2, nó không có nhiều cái tùy chọn ngòi cho lắm. Nhưng mà đối với mình thì mình làm retouch thì mình thấy nhiêu đây là đủ. Thật ra mình vẫn sử dụng những cái ngòi căn bản là nhiều. Rồi. Cái phần nhựa này ha. Đây, cái phần nhựa này thì Đức Anh muốn nói sau cùng, tại vì với một cái dòng màn hình pen display giá rẻ này thì các bạn sẽ không thể nào các bạn có được những cái premium build giống như là những dòng cao cấp Wacom Cintiq. Các bắn nên nhớ là cái Cintiq nó mắc gấp bao nhiêu ra? Gấp 3 lần cái này. Do đó thì nhà sản xuất đã cắt rất là nhiều về cái ngoại hình thiết kế cũng như bao bì. Nên là đối với cái này thì mình cũng không có mong gì là Wacom sẽ trang bị một cái vỏ ngoài tương đối chắc chắn ha. Nhựa này thì mình thấy nó, mình cảm giác nó giống như cái dòng Intuos này. It's ok. Nói chung là dòng giá rẻ thôi, các bạn nhìn thấy nó sẽ rất là cheap ha. Rồi. Về cái độ nặng thì Đức Anh thấy là đây là một cái cải tiến. Các bạn dùng cái này các bạn có thể đi lại được, các bạn portable các bạn mang ra ngoài các bạn làm việc được, mà nó không có nặng và nó cồng kềnh như là cái những cái dòng Cintiq ha. Và ngoài ra thì Đức Anh thấy là nó để vừa luôn cái vị trí của, đây để mình chuyển pin gọn, nó để vừa luôn cái vị trí ở bên phía dưới của cái laptop ha. Sorry các bạn nha, tại vì cái diện tích cái bàn mình nó nhỏ quá nên là các bạn thông cảm. Rồi đó, ở đây mình có một cái máy mát 15 inch ha, thì các bạn thấy là nó vừa phải luôn. Ok, nó vừa fit ở dưới đây. Do đó thì cái vị trí tay á, mà khi mà mình đặt lên cái phần laptop, cái phần bàn phím trên đây mình thấy vừa phải.
Do đó thì mình không có cần mình phải mua thêm một cái bàn phím ở bên ngoài. Và các bạn nhớ lưu ý nha, là cái band display này nó sẽ cho các bạn cái cảm nhận sử dụng rất là khác. Các bạn sẽ gần như các bạn làm quen với nó ngay lập tức. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà các bạn làm á, nếu mà đối với các bạn nào mà làm về retouch, các bạn đang muốn mua một cái màn hình pen display để các bạn trải nghiệm cái việc retouch beauty của bạn, thì mình nghĩ đây là một cái option rất là hay. Nhưng mà các bạn phải hình dung được là khi mà các bạn touch tay trên cái bàn phím này, touch tay trên cái màn hình này, thì các bạn sẽ che lại những cái thanh công cụ nha. Do đó thì ở đây mình muốn chia sẻ cái cảm nhận đó. Nó mới đầu nó cũng hơi khó chịu, nhưng mà về sau thì mình thấy nó cũng tại vì cái logic nó là vậy thôi, nó che rồi, tất nhiên rồi. Nên là do đó thì Đức Anh có nói là cái pen display này chỉ là phần để mình thao tác thôi, còn tất cả những cái gì mà về màu hoặc là về công cụ mình muốn xem thì mình phải xem trên cái màn hình của laptop hoặc là PC của các bạn. Rồi, so ok. Thì phần kế tiếp ha, Đức Anh sẽ nói về cái cảm nhận, cái trải nghiệm vẽ nó sẽ như thế nào. Rồi, mời các bạn tới phần kế tiếp. Cái phần tiếp theo đây ha, thì Đức Anh sẽ nói về những cái trải nghiệm và những cái lưu ý mà khi mà các bạn mua cái Wacom One này hoặc là những cái dòng Wacom liên quan về pen display. Ok, thì trước tiên ha, nếu mà mua cái Wacom này thì các bạn nên mua một cái bàn phím nhỏ dạng mini, portable, nó nhỏ. Đâu đó nó khoảng, sorry ha, mình không có cái demo ở đây, nhưng mà nó phải nhỏ hơn, nó phải cỡ cái dòng mà Apple Keyboard thì nó sẽ phù hợp ha. Đây thì mình sử dụng luôn cái bàn phím của MacBook Pro, nên là mình sẽ để cái Wacom này nó nằm ở bên dưới ha. Mình thì mình thấy nó phù hợp. Và ở đây thì Đức Anh để cái chế độ là Mirror Display, Đức Anh không dùng chế độ Extend ha. Tại vì nếu mà các bạn dùng chế độ Extend á, khi mà các bạn làm xong các bạn không có thể view màu được. Có nghĩa là mình để cái chế độ Mirror Display thì mình làm xong ở đây thì ở mình nhìn trên màn hình thì mình sẽ view được cái màu mà mình làm ha. Qua cái Wacom này để các bạn làm gọi là công nghiệp á, thì Đức Anh nghĩ là các bạn nên suy nghĩ lại. Ok, còn nếu mà các bạn mua Wacom này để các bạn xử lý hình beauty, ok, that's fine, tuyệt vời ha. Thì mình sẽ test những cái mà cơ bản nhất của bên Wacom ha. Thứ nhất là những cái nét này. So ok. Rồi, thứ hai là về cái độ đậm nhạt thì mình thấy là rất ok. Ở đây quên nhắc nói với các bạn nữa là cái lực ấn này là 4096, khoảng 4000 ha. Thì nó sẽ thấp hơn so với dòng Pen Display Intuos Pro. Nhưng mà đối với mình làm retouch thì mình không có quan tâm đến cái phần này lắm. Tại vì với mình thì cái việc mà trải nghiệm mình sử dụng trong một thời gian dài nó không có bị đau cổ hoặc là đau lưng gì đó thì nó là quan trọng hơn, và cái trải nghiệm bút nó không bị mỏi tay. Rồi, những cái nét khá ok ha, nếu mà mình rê chậm. Đó, ok. Thì những cái nét nó sẽ giống như thế này. Fine. Rồi bây giờ mình kẻ thước trên hàng thẳng thử cho bạn xem ha. Ở đây thì chuyển số 2. Thường là mọi người hay test như vậy ha. Rồi, ở đây. Để test cái độ chính xác của cây viết. Nếu mà vẽ một cái nét dài nhanh mà nó bị gãy hoặc là nó bị zigzag thì các bạn không nên mua cái Wacom đó, tại vì cái độ chính xác của Wacom nó map trên cái màn hình nó không đúng ha. Rồi bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử một số phần. Ở đây thì tắt này xuống. Ok. Đầu tiên ha,
về cái phần mà Đức Anh thích nhất của cái phần Wacom này, đó chính là phần chấm mụn. Ok, thì ở đây một cái ưu điểm của cái Wacom display này Đức Anh phải chia sẻ với các bạn là cái phần chấm mụn quá tuyệt vời. Có nghĩa là các bạn về các bạn sẽ làm quen nó ngay lập tức ha. Còn nếu mà các bạn dùng những cái dòng như là Pen Tablet nó giống vậy, Intuos hoặc Intuos Pro thì các bạn sẽ tốn khoảng một tuần để các bạn làm quen nó. Tại vì các bạn nên nhớ là cái màn hình của các bạn nó sẽ fit vào đúng cái vùng active area. Và đối với cái Wacom này thì các bạn có được một cái màn hình 13 inch. Nói chung là cũng là một cái kích thước tiêu chuẩn nó vừa phải để các bạn làm việc ha. Cái trải nghiệm chấm mụn là một trong những cái trải nghiệm mà các bạn sẽ thấy rất là tuyệt vời khi mà các bạn sử dụng những cái dòng Pen Display giống vậy. Không cần phải vô làm quen gì quá nhiều ha. Rồi, ở đây mình sẽ chọn những công cụ mà mình hay sử dụng. Spot. Đó. Các bạn nhìn trực tiếp trên màn hình và các bạn chấm. Mình thì mình cảm giác là nó lẹ hơn khoảng 20% so với mình dùng Pen Display. Cái dòng Intuos Pro ha. Tất nhiên là mình làm trực tiếp trên màn hình thì mình sẽ có cái cảm giác giống như là mình đang vẽ trực tiếp trên nó vậy. Ok, nên là đây là một cái trải nghiệm mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà sử dụng nó thì các bạn sẽ thấy rất là thích ha. Ở đây thì mình đang dùng Clone Stamp. Mong là các bạn thấy. Tại vì nếu mà mình show cái màn hình của cái laptop, của MacBook ra thì nó cũng vậy à. Các bạn sẽ không cảm nhận được. Đó. Xoa xoa ha. Ok. Đó, đây mình retouch những cái sơ trước. Thì về cái độ chính xác giữa cái Wacom One này so với cái Pen Tablet thì Đức Anh thấy là cái phần Pen Tablet nó vẫn tốt hơn. Tại vì với nếu mà các bạn làm retouch thì các bạn cần đến thao tác chuột hơn là vẽ. Nhưng mà cái thao tác vẽ này nó cũng tạo cho các bạn một cảm giác rất là tuyệt vời khi mà các bạn sử dụng cái dòng Pen Display ha. Và trong những nhất là những cái hình beauty. Rồi, thì về cái độ chính xác thì mình thấy là nó tương đối thôi. Nó không có khi mà các bạn sử dụng cleaning thì các bạn thấy rất là ok. Nhưng mà tới khi mà các bạn sử dụng những công cụ pen để các bạn cắt bát ra thì mình nghĩ, mình thấy, tại vì cái phần cọ này nó sẽ che cái điểm bát của mình đi. Do đó thì mình thấy là cái dòng Intuos Pro Pen Tablet nó vẫn đảm bảo hơn là cái thằng này ha. Do đó thì đây là một cái điều các bạn cần phải lưu ý. Rồi, cái điểm thứ hai nữa, như hồi nãy Đức Anh nói ha, nếu mà các bạn sử dụng, các bạn kéo thì cái màn, cái tay các bạn sẽ che vô những cái điểm mà các bạn kéo như thế này, hoặc là các bạn che trên công cụ này. Ok, do đó thì đây là một cái phần các bạn cần phải suy nghĩ ha, trước khi mà các bạn mua những cái dòng này ha. Là một là mình sử dụng đây, mình kéo, sau đó mình để tham chiếu cái hình này trên cái màn hình laptop. Chứ các bạn sẽ không bao giờ các bạn sử dụng được cái Pen Display này để các bạn làm màu luôn trên nó ha. Tại vì cái độ chính xác màu nó không cao, nó chỉ khoảng 95% thôi. Rồi, bây giờ một cái trải nghiệm mà Đức Anh thấy là chỉ có thằng này nó mới cho mình được thôi, đó chính là trải nghiệm vẽ tóc ha. Ở đây thì ví dụ như là mình cũng có một cái hình thì mình cũng đã làm rồi để tiết kiệm thời gian. Đây thì mình sẽ tạo một cái layer mới. Bây giờ mình sẽ vẽ tóc ở đây luôn. Rồi. Đó, thì các bạn thấy là cái sợi tóc mà khi vẽ ra ha, để zoom thôi, nó rất là tốt và nó tạo cho mình cái cảm giác là mình giống như là họa sĩ ấy, mình vẽ những cái tóc này ha. Tại vì cái tóc á, nó cần thứ nhất là cái độ mà cái độ chắc của cái tay của bạn. Nếu mà các bạn không kéo
đúng cái hướng tóc á, thì nó sẽ làm cho chất liệu tóc không được đẹp, là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là khi các bạn vẽ tóc thì các bạn phải vẽ làm sao cho nó tự nhiên. Nên là cái việc mà các bạn chạm lên cái màn hình này á, nó sẽ làm, nó sẽ giúp cái tóc của bạn vẽ nó tự nhiên hơn là các bạn vẽ bằng chuột, hoặc là các bạn vẽ bằng cái phần tablet ha. Nó cho các bạn cảm giác được là mình vẽ trực tiếp lên cái hình luôn. Đó. Rồi các bạn vẽ những cái chân mày này. Các bạn vẽ là những cái phần chân mày ha, rất là ok. Đây. Đó. Rồi. Ví dụ. Đó, các bạn thấy là rất là tuyệt vời ha. Và các bạn hoàn toàn các bạn có thể giống như là mình làm make up lại ha. Tất nhiên thì sẽ không có làm chi tiết, nhưng mà nó sẽ cho các bạn cái cảm giác là giống như là các bạn vẽ trực tiếp trên cái hình của các bạn ha. Ok. Rồi, thì đến đây Đức Anh kết thúc phần vlog của mình. Thì đây là một số cảm nhận cá nhân của Đức Anh về cái phần qua công quanh này thôi. Thì mong là cái phần vlog này sẽ giúp các bạn có thêm những thông tin để các bạn lựa được một cái qua com phù hợp với mình. Ở đây thì Đức Anh khuyên là nếu mà các bạn có chi phí thì các bạn nên đầu tư một cái màn hình qua com giống như vậy. Rồi, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay ha, thì vào thứ 6 tuần sau thì Đức Anh sẽ có một cái phần là workshop về camera. Thì mong là các bạn sẽ ủng hộ phần này. Đức Anh sẽ để lại thông báo ở bên dưới sau cái phần vlog ngày hôm nay. Rồi, bye bye, xin chào các bạn. Hẹn các bạn ở cái phần vlog kỳ sau.